Hương ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhá. Em chào anh Lê Tiến này. Hôm nay thì em Hương lại có buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay, lại một cái ngày cuối tháng rồi cũng như là cuối tuần. Chào anh Hà Tùng nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Số điện thoại thì em đã ghi ở đây rồi. 0354602790. Chào anh Trương Nguyễn này. Bình luận em ghi ở đây rồi nhá, số điện thoại em cũng ghi rồi. Đừng quên những lượt chia sẻ, những lượt thích trang cho em Hương. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Ôi muộn rồi đấy. Hôm nay em lại về thêm được Mazda 2, Mazda 3 đều là số tự động này. Đây là các bác chia sẻ lên cho em nào. Mazda về thêm, Innova tư nhân gia đình sử dụng cũng về thêm này. Về thêm cả được i10 này, Kia Rio số tự động này. Và về thêm rất là nhiều dòng xe luôn. Chào bác Dương Thủy này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em được không ạ? Đây em sẽ... Chúc khách hàng nhà mình có một buổi trưa thật là vui vẻ này, ấm áp này, có bữa cơm bên gia đình thật là hạnh phúc nhá. Còn bây giờ thì em đang live stream giữa một cái trời tiết rất là nắng luôn. Đây các bác chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên trang cá nhân và họ nhóm giúp em đi ạ. Em chưa anh ạ, vẫn ốm lắm. Nhưng em cứ uống bia lại đỡ. Uống thuốc thì không khỏi nhưng mà uống bia thì lại khỏi anh ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên anh Trương Nguyễn nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe luôn. Cắt xả lỗ trong buổi báo giá ngày hôm nay. Đợi lên 20 khách hàng thì em sẽ đi báo giá nhé. Đông đông một chút thì em báo luôn cả thể này. Chia sẻ cho em nên thật làm nhiều lên đi ạ. Em xin phép được ghim cái điện thoại, ghim số điện thoại lên đây. Rồi. Mát quá. May mà có cái quạt, cái áo điều hòa này không thì nóng lắm. Ui quá quá. Trời ơi sao nó lại làm sao này. Hôm trước em khản tiếng không nói được, thế mà live stream vào xong mệt uống hai cốc bia và tự dưng lại nói được luôn anh Hà Tùng ạ. Anh Hà Tùng ơi, cố gắng lên cho em đi anh Hà Tùng ơi. Chào bác Nguyễn Thành này, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Nương đi ạ. Rất là nhiều đầu xe đang được chào bán bên em. Mát quá. Chào bác Giang Vũ nhé, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi ạ. 11 khách hàng rồi, lên 15 lên 20 thôi là đi báo giá luôn. Nào để em tia nào. 75 triệu là có xe đi rồi, Mazda 3, bản Philips, hai chế độ lái thường và chế độ lái sport này. Có phanh tay điện tử luôn. i10, tam hoa, bản đủ, bản thiếu đều có luôn, số máy số đẹp, biển số cũng đẹp luôn nhá. Thôi em xin phép được quay sang cam sau này. Chào em Hương nhé, chúc em buổi trưa xuất được nhiều xe cho khách để không bị lắng mưa. Đúng rồi anh Dương Thủy ạ. À, mục đích của em là gì? Bán hàng buôn bán thì phải có lãi rồi, nhưng mà em vẫn mong rằng khách hàng nhà mình đều có ô tô đi lại để không phải lắng, không phải mưa. Chào anh Lê Trung Hiếu này, em xin phép được quay sang cam sau nhé. Khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em được không ạ? Mỗi khách hàng chỉ cần cho em Hương xin một lượt chia sẻ thôi. Bác Thơm Lê đây rồi, chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em đi ạ. Đẩy thuyền cho em buổi báo giá ngày hôm nay. Mặc dù rất là ốm luôn, bán tải em có anh Nguyễn Thành nhé. Bán tải em có một chiếc bán tải máy dầu 2 cầu số tự động 398 triệu. Một chiếc bán tải Ford nhá, màu xanh. Một chiếc bán tải Nissan Navara đời 2017 số tự động màu trắng đẹp 535 triệu. Một chiếc bán tải Isuzu D-Max nữa, rất là nhiều xe luôn. Đây, bán tải Ford Ranger đây anh ơi. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em Hương này. Anh Nguyễn Thành quan tâm về tầm phân khúc tầm bao nhiêu tiền anh nhỉ? Chia sẻ nhiệt tình lên cho em mẹ. Chào anh Bùi Phùng này. Mở màn cho buổi báo giá ngày hôm nay là một chiếc bán tải Nissan Navara được sản xuất năm 2017 ạ, với nước sơn màu trắng đẹp. Em này thì em Hương đã lên thùng rồi, nên các bác về chỉ việc dùng thôi, không phải lên thùng nữa nhé. Rồi để em tắt cái flash đi, tí nó lại nóng máy. Đây ạ, bán tải Nissan Navara với nước sơn màu trắng đẹp, số tự động một cầu, máy dầu đời 2017. Các bác nhìn này, nội thất bên trong này, nhìn nội thất là yêu luôn. 535 triệu, động cơ trang bị là 2.5, máy dầu, bản nhập khẩu một cầu. Xe thì máy số zin, sơn zin luôn cho em nhé. Các bác nhìn này, bác chủ cũ rất là cẩn thận luôn. Xe mà có muốn đẹp, muốn tốt thì phải thường xuyên bảo dưỡng, bảo hành. Nên các bác chủ cũ là rất là kỹ càng, cẩn thận, nên là xe rất là đẹp. Trần lỉ nguyên zin, máy số zin luôn, lên màn hình rồi. Xe thì có xấy sưởi kính, lấy gió trong ngoài đầy đủ cho em. Một chiếc bán tải đây ạ, gầm cao 5 chỗ ngồi bán tải đây. 535 triệu nhập khẩu này.
chào bác Huỳnh Anh này, chào bác Ngọc Diện, chào em Hoan Phương Anh nhé. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Còn một chiếc bán tải Isuzu nữa. Ồ, điện thoại lại đơ đơ. Một chiếc bán tải Isuzu nữa đây. Em chào bác Phạm Tuyển này, chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi nào. Rất là ốm luôn nhưng mà vẫn phải cố gắng live stream đây ạ. Vâng ạ, bán tải nhá. Em có một chiếc xe Isuzu D-Max nữa, đời 2016, đăng ký 2017, cuối tháng 12, 2017. Nhưng mà em đang cho đi rửa ở bên ngoài. Hai cầu máy dầu số tự động, em còn có Isuzu D-Max nữa. Còn đây là chiếc này một cầu số tự động. Nước sơn thì màu trắng đẹp, biển Hà Nội đây. Bán tải Nissan Navara 535 triệu. Để lại số điện thoại cho em để được giá đẹp, cũng như là chia sẻ cho em Hương lên nào. Rất là nhiều bán tải luôn, còn một chiếc Ford nữa cơ. Anh Nguyễn Thành ơi, quan tâm bán tải thì để lại số điện thoại cho em Hương nhé. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Và đừng quên những lượt chia sẻ cho em. Đây ạ, bán tải đây, biển Hà Nội, lên cho em đèn halogen, có đèn gầm đầy đủ rồi. 2017 535 triệu, bao rút hồ sơ, bớt lộc lá cực sâu cho mình luôn. Nếu như khách hàng nào chưa đủ tầm tiền thì em vẫn có thể hỗ trợ trả góp cho mình ít nhất là 50% giá trị xe. Còn ở đây thì hôm qua em đã lên về một siêu phẩm Kia Cerato Coupe này. Kia Cerato Coupe, hai cánh cửa thể thao đây ạ. Hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi, phanh ABS, một dòng xe thể thao cho em rất là đẹp. Gương kính thì cụp chỉnh auto, có cho em là cửa lock đầy đủ này. Xin nhan đây, Kia Cerato Coupe đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động. Động cơ trang bị là 1.6 nhá, 335 triệu. Lần đầu tiên trong lịch sử bán xe mà có một chiếc xe Kia Cerato Coupe, hai cánh cửa thể thao, kính không viền, xe thể thao mà chỉ có trên 300 triệu nhá. Lên đèn bi này, có dải đèn led đầy đủ cho em, đèn gầm đầy đủ đây ạ. Lần đầu tiên luôn ạ, 335 triệu cho siêu phẩm Kia Cerato Coupe. Bên trong nội thất rất là đẹp luôn. Gương kính này cụp chỉnh auto, nhưng mà em lại để chìa khóa bên trong rồi nên không mở được ra. Màn hình giải trí nhá, số tự động, có sấy sưởi kính đầy đủ cho em. Chào bác Trần Hoàng Lan này, chào bác Nguyễn Xuân Tháp, chào bác Thành Lê. 30 khách hàng rồi, anh Quang Huy ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Một chiếc xe mà với cái giá thì tầm 75-80 triệu thì chính là em Spark của em đây. Một em Spark siêu phẩm đây, biển là biển 20D, có cam đùi đầy đủ, 4 mắt cảm biến va chạm. Mặc dù với mức giá thành xe thì không bằng một chiếc Vision. Vision bây giờ xe máy Vision nó còn lên vào tầm 60 triệu. Thì chiếc xe này của em chỉ hơn 70 triệu một chút thôi là đã sở hữu cho mình một chiếc xe rồi. Điều hòa thì mát lạnh, cam lùi, cam hành trình có luôn. À, cam hành trình thì không có, có cam lùi nhá. Nhưng có 4 mắt cảm biến va chạm, các bác nhìn này. Đèn pha phía trước nó sáng quắc như thế này cơ mà. Máy số thì cực ngon, chủ mã đầy đủ. Nếu mà lắng như thế này thì đi một chiếc xe cỏ ạ. Đi băng băng bon bon như thế này còn hơn là đi xe máy nhá. Rất là lắng luôn, vợ con đùm rúm rất là vất vả luôn. Chào bác Sim Vũ, chào ông Lê Hòa này. Xe đẹp quá, ơi, cảm ơn bác Sim Vũ này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương đi ạ. Ôi dồi ôi, em sẽ ra ngoài hôm lại đầu tiên luôn. Ra ngoài luôn, về thêm một siêu phẩm Mazda nữa đây ạ. Hiện tại bên em rất là nhiều dòng xe Mazda nhé. Một siêu phẩm Mazda 3 được sản xuất năm 2009, mới cập bến trong buổi sáng ngày hôm nay bên em Hương đây ạ. Giá chào bán chỉ có 310 triệu. Mazda 3 đây ạ. Biển 15 Hải Phòng. Nước sơn màu này là màu gì nhỉ? Màu hơi xanh xanh các bác nhé, không phải màu đen đâu. Nên các bác gõ phong thủy là sẽ là màu xanh nhé. Cửa lóc đầy đủ cho em, cam 360, xin nhan trên hông. Nhắp Mazda 3 số tự động, động cơ 1.6, 310 triệu đồng. Màn hình VTEC siêu to rồi. Cho em đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Ghế da các bác nhìn này, rất là xịn sò luôn ạ. Rất là xịn sò. Máy số thì cứ các bác cứ yên tâm thôi, 310 triệu đồng vẫn linh động thêm về giá cho khách hàng nhà mình. Mazda 3 này, các bác nhìn phần mông của em nó này, thiết kế rất là đẹp luôn. Bô này, hai mắt cảm biến va chạm phía sau. Mazda 3 310 triệu đồng đời 2009, số tự động, nhập khẩu, động cơ trang bị chỉ có 1.6 thôi. Cửa lock đầy đủ, màn hình giải trí không thiếu một cái gì đâu nhá. Sáng nay mới về. Cho anh xem con 7 chỗ giá tầm 250. Nếu như mà anh có tầm 250 triệu rồi thì em còn có thể giới thiệu cho anh một chiếc xe Kia K đen. Nó là 270 triệu. Anh cố lên một chút và em lùi xuống một chút là chúng mình có thể bắt tay giao hữu rồi anh ơi. Một siêu phẩm Kia K đen 7 chỗ ngồi, số tự động luôn, đời 2010 anh Đình Chính này.
anh Chính này, anh Đình Chính ơi, nếu như mà có điều kiện thêm một chút nữa thì anh lên một chút và em xuống một chút, hai bên đều nhìn nhau, đều nhường nhịn nhau là sẽ có thể bắt tay rồi. 270 triệu cho siêu phẩm Kia K đen 7 chỗ ngồi, số tự động đẹp, tổ hợp phím bấm tăng giảm trên vô lăng này các bác này, màn hình giải trí nhá, điều hòa thì mát lạnh luôn. 7 chỗ ngồi, số tự động có Kia K đen đi anh ạ. Kia K đen đi 270 triệu. Chào anh Trần Luyện, chào bác Tạ Duy, chào anh Duyên Trần, anh Đình Chính này, inbox à, anh Duyên Trần ơi, anh kết nối Zalo cho em 0354602790, một chút xuống lỡ xuống live stream để em sẽ trực tiếp mà liên hệ với anh. Còn bây giờ thì em đang live stream thì chưa inbox ngay được anh nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì anh bình luận lên đây cho em, là anh quan tâm i10 hay quan tâm Kia K đen hay là 7 chỗ hay là Mazda thì anh cứ bình luận lên đây cho em, chia sẻ lên để tí em nhìn thấy bài viết của mình nhé. Kia K đen này anh Đình Chính này, 270 triệu vẫn thương lượng, cửa lóc đầy đủ cho em, lên đèn bi rồi, có đèn phá xương đầy đủ, biển 38, máy số ngon, bảo dưỡng bảo hành rất là ok rồi. 270 triệu đây ạ. Để lại số điện thoại cho em nhé, anh Duyên Trần thì inbox qua Zalo cho em 0354602790. Có bán tải Y-Check ạ. Bán tải Y-Check vâng, nóng quá anh ạ. Em có Y-Check nhưng mà nó phải trên 800 một chút anh ạ, tầm 750 chưa mua được. Em có một chiếc bán tải Ford Ranger Y-Check đời 2017 anh ạ, 2017 hai cầu máy dầu bản nhập Thái, nhưng mà nó phải rơi vào hơn 800 cơ, chứ 750 thì số máy nó không được chất đâu anh ạ. Anh Nguyễn Thành nhá. Còn có rất là nhiều bán tải dưới 500, à dưới trên 500 một chút em cũng có ạ. Bán tải Ford Ranger, bán tải Nissan Navara và bán tải Isuzu D-Max này. Em chào anh Đình Sơn này, lâu lắm anh Đình Sơn mới xem live stream của em này. Chào bác Nguyễn Thị Hằng Nga, chào bác Đỗ Thành Tùng, hồi lắng quá này. Một siêu phẩm ghét đời 2007, máy số êm nhập Hàn, em Hương đang bán là 188 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em còn để cho mình là 180 triệu thôi. 180 triệu. Chào anh Đỗ Thanh Tùng này, em vẫn đợi những cuộc điện thoại từ anh Đỗ Thanh Tùng này. Chào anh Viên Nguyễn này. Lắng quá em không nhìn thấy bình luận luôn. Một chiếc xe Kia Morning biển van đăng ký 2 chỗ ngồi nhập khẩu, đời 2013, em Hương đang bán là 237 triệu. Số tự động đây ạ. Kia Morning số tự động 237 triệu, đăng ký 2 chỗ ngồi. Một em siêu bán tải đây ạ. Biển 34 nhá, đèn gầm halogen, lên bộ mâm rồi. Sơ Bắc biển van thì em có đời 2015, động cơ là 1.0, số tự động em Hương đang bán là 235 triệu. Em Hương cố gắng quay loạt này, quay luôn cả biển số này. Chào anh Nguyễn An này, 30 khách hàng đang xem live stream thì chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Chào bác Trình Bùi nhé. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em. Mẹc C250 bản Blue cao cấp nhất đời 2009, động cơ 1.8, số tự động đẹp, em Hương bán là 379 triệu cho chiếc xe Mẹc C250 bản Blue nhé. Dòng xe Mẹc thì không cầu kỳ quá nhiều đâu ạ, nhưng các bác nhìn thấy này, thiết kế cực kỳ tinh tế luôn. Nhìn form dáng phát là biết đây là người đi xe này sở hữu là một người cẩn thận, trưởng thành và chín chắn đúng không ạ? Lên cho em bộ mâm nhá, bộ mâm rất là đẹp, 4 mắt cảm biến phía 6 mắt cảm biến phía trước, 4 mắt cảm biến phía sau. 379 triệu, máy số thì zin đét đẹp luôn. Phân khúc hạng sang Mercedes-Benz đây ạ. 379 triệu. Bên đây thì em còn có một em Vios đời 2008 này. Em này cắt xả lỗ này rất là xinh gái luôn. Rất là xinh gái luôn, không hiểu vì sao. Bình thường Vios về phát nào trôi luôn mà em này em này lúc đầu khách hỏi thì kêu chưa bán, bây giờ làm sao đây này. Biển 38 có Vios đời 2008, động cơ 1.5 số sàn, em Hương đang bán là 169 triệu. Có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi, 169 triệu. i10 màu xanh đời 2016 nhập khẩu đây ạ. i10 màu xanh nhá, màu rất là mát mắt luôn. Mùa nắng như này thì em này quá là mát mắt rồi. Động cơ cũng chỉ là 1.0 thôi, nhập khẩu 225 triệu cho chiếc xe i10 màu xanh đây ạ. Xin nha, trên hông lên bộ mâm đẹp rồi, máy số thì ngon, các bác cứ yên tâm thôi. Xe thì không đâm xô, không ngập nước, màn hình giải trí đầy đủ, ghế vẫn là ghế vải nhá. 225 triệu, còn thương lượng lộc lá thêm. Kia Cerato Coupe thì 335 triệu. Lần đầu tiên có một dòng xe Kia Cerato Coupe mà có 335 triệu thôi các bác ạ. Nhập khẩu 1.6, số tự động đẹp đây ạ. Hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi, thể thao đây nhá.
chào bác Hồ Thế Quỳnh này, chào bác Hoan Lê, chào bác Trình Bùi, bác Nguyễn An, anh Phạm Thuận và anh Nguyễn Tươi ơi, chia sẻ cho em Lê Hương mạnh mẽ lên nào. Lại về thêm một chiếc xe Kia Zondo nữa rồi, cập nhật luôn tục luôn. Ở đây thì có một chiếc xe Kia Hyundai Solata. Hyundai Solata đời 2009, động cơ 2.0, biển thủ đô Hà Nội. Em Hương đang bán là 288 triệu. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên. Chào anh Hảo Hảo, ôi lâu lắm thấy Hảo Hảo xem livestream của em Hương này. Một chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao Kia Sportage. Kia Sportage các bác nhìn này, 5 chỗ ngồi gầm cao. Lước sơn thì là màu lâu cà phê đẹp, lên đèn bi rồi, có giải đèn nét, đèn gầm đầy đủ cho em. Xi nhan cũng được tích hợp trên gương, đời 2011 bản nhập khẩu nhá. Em này thì đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, máy số zin, zin toàn xe, cửa sổ toàn cảnh, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Có sấy sưởi kính và điều hòa ghế cho em, có cả điều hòa ghế này, mùa đông thì các bác có thể làm mà cho nó ấm ghế lên, mùa hè thì làm mát ghế đi. 469 triệu, đời 2011, 5 chỗ ngồi gầm cao. Cảm ơn anh Hảo Hảo nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương mạnh mẽ lên nào. Kia Zondo 7 chỗ ngồi số tự động đời 2014 đây. 7 chỗ ngồi nhưng số tự động đời 2014. Và quan trọng em nó là máy dầu. Bác nào quan tâm đến chiếc xe máy dầu lấy bên em thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương qua hotline 0354602790. 7 chỗ ngồi Zondo này thì em chỉ bán với giá là 469 triệu thôi ạ. 469 triệu. Bên đây thì em còn có một em siêu phẩm Innova nữa đây. Này lắng lắm anh ạ. Vừa like được có một chút thôi mà người ướt đẫm rồi. Chào bác Blue Trắng này. Anh Hảo Hảo ơi, anh Boy Vũ Văn ơi, anh Văn Khương, anh Phạm Thiết Phạm ơi, chia sẻ cho em đây nào. Chào anh Linh Huy này. Một siêu phẩm Innova đây ạ. Biển 12, nước sơn màu vàng đồng hay còn gọi màu vàng cát, rất là đẹp, form dáng Innova mới rồi. Innova đời 2015, được sản xuất vào đời 2015 và em này là Innova bản E xịn này. 388 triệu đời 2015, nhìn ngoại thất các bác đã yêu rồi. Một dàn lốp mới các bác nhìn bên trong nội thất này. Trần lỉ, nguyên zin, bọc ly lông sạch đẹp. Ghế da các bác chủ cũ lên một áo da rất là xịn luôn. Vô lăng có tổ hợp, có túi khí an toàn rồi. Ôi ôi mát quá, con xe này sao nó lại mát mà thơm thế không biết. Hàng ghế các bác nhìn này, rất là chất luôn. Innova với 3 hàng điều hòa tương ứng với 3 hàng ghế, tức là các bác ngồi ở vị trí nào cũng sẽ rất là mát thôi. Innova bản E xịn đây ạ. Chào anh Bùi Tấn này. Lên bộ la răng chất chưa ạ? Một dàn lốp mới nhá. Em thấy một dàn lốp mới rồi. Ốp hết mạ chrome tay lắm cửa, cũng như là cái phần đèn pha phía trước đây. 388 triệu vẫn linh động về giá, bao rút hồ sơ để khách hàng nhà mình đi không phải vất vả này. Chào ông Lê Bá Bảy này, chào bác Triệu Vinh này, chào em. Ngày mới vui vẻ bán được nhiều hàng nhé, em cảm ơn anh Triệu Vinh rất là nhiều. Chào anh Bùi Tấn này, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Về thêm rất rất là nhiều xe luôn, chào anh Lý Hải Nam. Kia Zondo 7 chỗ ngồi và là máy dầu đây các bác. Đấy, gương kính cụp chỉnh luôn. Chỉ cần cầm chìa khóa, không cần phải khóa cửa, đi ra ngoài tầm mét rưỡi thôi là em nó tự động cụp vào rồi, nên là không bao giờ có chuyện quên không đóng cửa hay chốt cửa đâu. Rất là thông minh luôn. Đèn bi salon các bác nhìn này, cụm đèn bi nó phải gọi là xuất sắc luôn. Có giải đèn nét, lước sơn thì màu trắng đẹp. 7 chỗ ngồi nhưng thiết kế nó sẽ khác hoàn toàn nhé các bác nhé. Nếu Innova thì nhìn cảm giác nó to hơn, nó hùng hổ hơn, hay nhìn nó không được sang bằng. Thì Kia Zondo các bác nhìn này, form dáng rất là đẹp luôn. 7 chỗ ngồi lại còn máy dầu, 468 triệu đời 2014, mà động cơ chỉ có 1.7 thôi, Innova là 2.0 nhá. Bên đây thì em còn hai em to ịch luôn, Isuzu máy dầu to ịch, cao lét lét luôn, mà giá cũng chỉ có bao nhiêu ạ, 160 triệu cho em Isuzu máy dầu. Nói chung là em này sẽ phù hợp hơn với những bác nào công trình công trường, hoặc là đi những cái khu vực mà vừa nước này, vừa cao này, đồi núi thì đi sẽ rất là ok. Còn nếu như mà đi trong trong thành thị thì nó hơi to một chút, nó hơi vướng một chút này. Isuzu bên đây cũng chỉ có 140 triệu thôi, máy dầu các bác này. Em này thì số sàn, em Isuzu này cũng số sàn 160 triệu. Cảm ơn anh Bùi Tấn này. Quan trọng hơn hết là nếu như em thành công hay hơn là nhờ tất cả khách hàng nhà mình chia sẻ giúp em Hương lên ạ. Mỗi bác chỉ cần cho em một nút, hai nút lên trang cá nhân thôi, thì buổi livestream của em sẽ tiếp cận được rất là nhiều khách hàng thân yêu luôn, để các bác có thể mua được một chiếc xe ở cơ sở uy tín và chất lượng nhé.
Kia Morning đời 2016 nước sơn thì màu vàng zin. Động cơ trang bị là 1.25 số sàn. Em Hương đang bán là 215 triệu. Vàng này các bác này, màu này, vàng này, sau lại còn đỏ này. Toàn những cái màu phong thủy nào em cũng có luôn. Sơ Bắc 93 triệu tập lái đây, trong buổi báo giá ngày hôm nay chỉ còn 85 triệu thôi. Cắt xả lỗ những em này đi. Cắt xả lỗ đây, bác nào mới lấy bằng bảo là thôi mua cái xe nó vừa vừa đi mát cho qua cái mùa nắng này rồi tay lái nó cứng lên thì lên xe sang sau, thì sơ Bắc này là sự lựa chọn cho mình rồi. 93 triệu còn 85 triệu nước sơn màu đỏ nhá, phong thủy bác nào đây ạ. Chào anh Trung Kiên, chào anh Nguyễn Nguyễn này, Nguyễn Nguyên đúng không ạ? Morning đời 2016 chỉ có 215 triệu thôi. Đi lần lượt nào, ồ, chia sẻ lên cho em nào. Ốm vẫn phải gào đây các bác nào. Thả tim thả like cho em đi nhá. Bên đây thì em còn có một em 7 chỗ ngồi số tự động Mazda Fremacy. Mazda Fremacy đời 2003, 7 chỗ ngồi số tự động, trang bị động cơ 1.8 này, sơn xi sạch đẹp, nội thất bên trong cũng rất là đẹp luôn. 162 triệu vẫn thương lượng lộc lá cho mình cho chiếc Mazda Fremacy đời 2003 này. Chào anh Trần Dương Cubin này. Bên đây thì em có một chiếc xe Hyundai, Hyundai Avante được sản xuất năm 2014, số sàn, trang bị động cơ 1.6 này, Hyundai đây. Biển 34 bánh đậu xanh nhá, Hyundai Avante. Có giải đèn nét rồi, đèn là đèn halogen, đèn gầm thì lại là đèn bi các bác ạ. Nước sơn màu đen đẹp với cái bộ mâm xe sang. Bộ mâm của xe sang các bác nhìn này rất là chất luôn. Xin nhan trên gương 279 triệu cho chiếc xe Hyundai Avante. Chia sẻ mạnh mẽ lên đi nào các bác ơi. Giọng thì như con vịt đực nhưng vẫn phải gào các bác chia sẻ cho em đây ạ. 279 triệu cho siêu phẩm Hyundai Avante đây. Hyundai các bác biết rồi, bền, tiết kiệm, không bị xuống giá quá là nhiều. Và đi những dòng này không lo bị hỏng vặt đâu ạ. 279 triệu cho siêu phẩm Hyundai Avante đây ạ. Bên đây 7 chỗ ngồi có hơn 200 thì em còn có một chiếc xe Grandit 255 triệu lên đèn bi rồi. Xe 7 chỗ ngồi và cũng là số tự động đây ạ. Rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Đời 2005 động cơ 2.4 bản lắp ráp trong nước, 255 triệu cho chiếc xe đây ạ. Còn bán tải đây, Ford Ranger Wildtrak này thì là phải rơi vào hơn 835 triệu cho chiếc bán tải Ford Ranger Wildtrak màu trắng đẹp. Số tự động với nhiều đồ chơi option đầy đủ cho em nhé. Nhiều đồ chơi, nhiều option. Chào anh Giang Phạm, chào anh Hoàng Dư, chào anh Bùi Khoa này. Đây bán tải Ford Ranger đây các bác nhìn này. Đèn pha thông minh, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, trơn trượt, tắt cầu vít sai, tắt bật cảm biến đầy đủ cho em. 835 triệu cho chiếc bán tải Ford Ranger. Ở đây thì em còn có một chiếc Accent bản Blue cao cấp đời 2015. Accent bản Blue cao cấp này em đang bán là 383 triệu. Nước sơn màu trắng đẹp bản Blue, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Nước sơn là màu trắng đẹp nhá. Bản Blue cao cấp sẽ có cửa lock đầy đủ cho em này, 383 triệu. Và thêm rất là nhiều xe các bác nhá. Chia sẻ lên cho em. Bán tải Ford Ranger đó đây ạ. Ford Ranger nhưng chỉ có 405 triệu thôi. Nước sơn màu bạc đẹp, nước sơn màu bạc đẹp đây, biển Hà Nội, hai cầu, máy dầu nhưng mà là số sàn, bản nhập khẩu, 405 triệu cho chiếc bán tải Ford Ranger. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, ghế da đây. Ford Ranger 405 triệu, bao rút hồ sơ thương lượng lộc lá thêm cho mình. Đấy, các bác nhìn lốp này, mâm này rất là chất luôn. Biển thủ đô Hà Nội, 405 triệu cho bán tải Ford Ranger. Anh Giang Phạm ơi, Innova anh để em quay lại nhá. Em vì em nhờ Innova, em quay lại cho anh chiếc màu này trước đi, xong em lại quay màu bạc, xong lại quay màu đen. Đây, anh Giang Phạm ơi, cảm ơn anh Trương Nguyễn nhá. Innova biển 12, bản này là bản e xịn, hai mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi có rồi, ốp hết mạ cờ đôm, tay lắm cửa này, máy số thì zin đét đẹp luôn, một dàn lốp mới luôn này. À anh Bùi Khoa ơi, đợi em một chút. Tại vì mỗi lần nó đánh lại anh kia rồi, tí em sẽ quay Innova luôn. Anh đợi em một chút này, quay luôn con Innova này cho anh Giang Phạm trước này. Innova bản E đời 2015. Em này là 388 triệu, biển này, các bác này, biển 12, nước sơn là màu vàng cát. Nếu như anh mà kén về phong thủy thì em có đủ 3 màu cho mình. Em này là 388 triệu, đời 2015, nội thất bên trong đây ạ. Lên màn hình rồi, Trần Lỉ Zin luôn.
con xe rồng không em à? Con xe rồng đấy thì là bây giờ các bác ấy đang tuổi là làm ăn phấn đấu thì chưa ai đến anh ạ. Phải 6-70 tuổi thì mới muốn đến xe rồng thôi anh ạ. Chứ còn bây giờ đang tuổi làm ăn no kinh tế gia đình nên là cái đấy là các bác ấy chưa có mong muốn anh ạ. Toyota đây ạ, 388 triệu đời 2015 anh nhá. Anh Giang Phạm này, em sẽ quay trước cho anh này. Xi nhan trên gương, một dàn lốp mới, ốp hết mạ chrome tay nắm cửa rồi. Để lại số điện thoại cho em. Cảm ơn anh Trần Trọng Rick này. Sang đây thì có Innova đời 2012 đây ạ. Em nhảy cóc đi nhá, hôm nay là em nhảy cóc đây để quay xe. Muốn xem xe nào thì cứ bình luận vào đây. Một em Innova nữa đây. Đấy, 8 chỗ đây anh ơi, Innova là 8 chỗ rồi. Một em Innova biển 38E nữa này. Em này thì không phải rồi, em này khác thôi. Chị ơi, con Innova đời 2012 đấy đâu nhỉ? Innova. Innova 2012 hình như đấy. Không phải, con này không phải. Em này khác rồi, em này là Innova đời 2008 2.0 199 triệu. Em này thì cũng bình thôi. Còn bọn em xe chất nữa hơn cơ. Còn bọn em xe chất nữa cơ, anh ơi cùng em đi nhá. Hay là ai lại đánh đi công vụ rồi. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em đi ạ. Innova đời 2012 của em đâu rồi? Nhiều Innova quá. Bây giờ dịch giã nó gần như là sống chung với dịch rồi. Nên là các bác đi xe 7 chỗ ngồi rất là nhiều. Thật sự là Innova đời 2012 của em hình như là đi công vụ rồi. Con đấy chỉ có 338 triệu thôi, tư nhân gia đình, không taxi, không dịch vụ. Và thêm em này cũng thế này các bác này. Một xe Innova với nước sơn màu bạc, à màu đồng đây ạ. Innova này là đời 2010, số sàn 2.0, 7 chỗ ngồi đây. 268 triệu cho chiếc xe Innova này. Anh gì nhỉ? Anh Bùi Khoa ơi, để lại số điện thoại cho em đi ạ. Để lại số điện thoại cho em đi, em sẽ gửi cho anh hình ảnh và video chi tiết. Lúc trên live stream em cũng chỉ thể có thể báo được là giá xe thôi, còn không thể mở lắp cabo hay là động cơ máy móc được. Anh để lại số điện thoại cho em thì một chút nữa xuống live stream kết nối Zalo 0354602790 thì em sẽ gửi cho anh hình ảnh video chi tiết nhé. Hình như là ai đi công vụ rồi. Innova nữa đây ạ. Em ở thành phố Hải Dương anh nhé. Anh chỉ cần bấm là trường Đại học Hải Dương là ra chỗ em luôn. Em ngay sát cạnh trường Đại học Hải Dương luôn anh ạ. 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Ở đây thì em cũng có một chiếc xe Innova nữa này. Tư nhân sử dụng, máy số zin, đời 2006, biển 20, nước sơn màu đen đẹp, cũng ốp hết mạ chrome rồi. Mở bên trong ra các bác nhìn nội thất giật mình luôn. Bác chủ phải quá là yêu xe, các bác nhìn này. Sạch sẽ đến từng chi tiết này. Thật sự là rất là vui xe mà bọn em mua về để thậm chí là không phải dọn rửa gì nhiều. Bác chủ là rất là yêu khách, yêu xe. Innova đời 2006, máy số zin 225 triệu thôi ạ. Máy số zin đẹp, ghế da zin. Tổng thể xe đây các bác nhìn này, trần nỉ nguyên zin, 3 hàng điều hòa mát lạnh, ngồi hàng ghế nào cũng đều mát lạnh cho em. Innova bản E đời 2012 em đang bán là 338 triệu. Nhưng mà chắc là anh em nhà em đi công vụ bắt xe rồi. Đi công vụ bắt xe rồi nên là để lại số điện thoại cho em. Innova đời 2006, máy số zin, cảm biến đầy đủ cho em nhé. Cảm biến va chạm. Yêu em ơi, yêu luôn anh ạ. Nhìn xe em Hương bán này là yêu luôn. Một ngày cũng phải tiếp rất là nhiều xe. Sáng nay em còn tiếp một bác từ Nghệ An. Đi xe nhà mình ra, có xe rồi nhá. Đi xe nhà mình ra từ Nghệ An ra chỗ em Hương phải rơi vào 6 tiếng. Chốt một lúc hai chiếc xe Y10. Hai chiếc xe Y10 luôn về cho em gái và vợ. Các bác phải thấy rằng bác chủ cũng phải tin tưởng bên em Hương rất là nhiều. Một chút nữa sẽ lên video về bác chủ ở bên Nghệ An nhá. Ra mua hai chiếc xe Y10 luôn. Bình thường bán một ngày 2-3 xe một là bình thường, 3-4-5 xe là bình thường. Nhưng mà một khách mà chốt luôn hai xe cùng một lúc, nó phải là đẳng cấp anh nhé. 7 chỗ ngồi em còn có Captiva này. Chào bác Hùng Ngọc Phạm này, chào bác Khanh Hoàng, chào bác Nguyễn Sơn, bác Nguyễn Đăng Quang, bác Lý Văn Dậu, anh Trần Trọng Rick này. Chia sẻ mạnh mẽ cho em Lê Hương đi ạ. Captiva được sản xuất năm 2007, động cơ 2.4. Em Hương đang bán là 215 triệu. Thời điểm hiện tại nếu như có 250 triệu quay đầu thì các bác có nhiều sự lựa chọn. Tay phải trái các bác ôm em này, tay phải các bác ôm em kia đều được vì giá chỉ dưới 250 triệu thôi. Captiva 215 triệu. Bên đây thì em còn có hai siêu phẩm 7 chỗ ngồi Captiva nữa đây. Em này cũng đời 2007, Captiva biển 88 Vĩnh Phúc. Lên cho em đèn bi hết rồi, xi nhan trên gương mà giá cũng chỉ có bao nhiêu ạ?
210 triệu đồng hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo đầy đủ cho em. Em bạc bên kia cũng lên đèn bi rồi, cũng là Captiva mà giá chỉ có 228 triệu thôi. 250 triệu các bác có thể sự lựa chọn là Captiva này, Kaden này, Innova này, rất rất là nhiều dòng xe luôn. Chào bác Lặng Nhìn Cuộc Sống này. Chứ rồi khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương đi ạ. Chia sẻ những lượt chia sẻ mới cho em Hương đi. Anh phải chia sẻ thật nhiều thì mới nhìn được nhiều khách hàng. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm Mazda 2. Vậy là em có Mazda 2 này, Mazda 3 này, form dáng nào em cũng có luôn. Mazda 2 đời 2012 số tự động, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn là màu xanh nhá. Màu xanh giống như mực cửu long đấy ạ. Biển 30. Em Hương đang bán là 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2. Số tự động đẹp đây. Ghế da cũng trần hết, ghế da 3D như thế này rồi. Đề lộ thông minh, màn hình giải trí, trên vô lăng cũng tích hợp những phím bấm nghe gọi rảnh tay cho em rồi. Mazda 2 298 triệu đây ạ. Mazda 3 cũng có luôn, hai form dáng. Phanh ABS bộ mâm đẹp luôn. Còn ở đây thì còn có một siêu phẩm Mazda 3 form dáng mới tinh. Mazda 3 đời 2017 số tự động, bản lắp ráp trong nước, form dáng mới luôn, nước sơn thì màu quá là chất luôn. Cửa lóc đầy đủ cho em. Giá chào bán tam hoa luôn, 555 triệu. Hai chế độ lái Sport, chế độ lái thường, có phanh tay điện tử cho em luôn. Form dáng mới này các bác này, đèn bi này, giải đèn led đầy đủ, đèn gầm đầy đủ cho em. Phanh ABS chống bó cứng, cửa lóc đầy đủ luôn, 555 triệu. Bên trong nhá, phanh em này là phanh tay điện tử này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, khẩu lệnh nghe gọi đầy đủ luôn. Lên màn hình giải trí rồi, ghế da zin, máy số zin, bao test bao check hãng toàn quốc cho em. Cái cụm đây này các bác nhìn này, phanh tay điện tử là tích hợp tất cả các phím bấm ở đây luôn, rất tiện luôn. Và có hai chế độ lái cho em đi ạ. Chế độ lái thường và chế độ lái sport cho em, nước sơn thì màu đỏ đẹp. Lên xi nhan trên gương đầy đủ, phanh ABS rồi. Bản Philip các bác nhé, bản Philip Mazda 3 đẹp, hai chế độ lái luôn. Chào anh Lê Duy Quang, chào anh Nguyễn Kiên, chào anh Nghĩa Phan này, chào anh Trung Văn Trường này. Chia sẻ mạnh mẽ nhiệt tình lên đi các bác ơi, mạnh mẽ lên cho em đi nào. Chào anh Đỗ LT nhé. Accent thì em bây giờ về full bảng màu luôn, đen, trắng, xám, bạc em đầy đủ luôn. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning, bản này siêu lướt này. Nhìn cái biển số các bác này, rất là nhiều số 9 luôn, đầu 99, cuối 3 số 9 luôn. Kia Morning đời 2021. Em này không những là đẹp, xinh, zin, tiết kiệm nhiên liệu. Các bác nhìn mức tiêu hao nhiên liệu này, thời điểm xăng năng như thế này thì các bác sẽ quan tâm về Kia Morning và i10 Vios rất là nhiều, vì cái mức tiêu hao nhiên liệu của em nó đúng không ạ. Lên màn hình giải trí rồi, xe đẹp đến lỗi mà ly lông gần như là mua về đóc siêu bập hộp luôn. Các bác mua xe cũ nhưng vẫn cảm giác được cái cảm giác bóc siêu đập hộp các bác này. Ly lông nó còn mới đẹp như thế này. Đời 2021, 279 triệu, động cơ trang bị 1.25 cho chiếc xe Kia Morning biển Tam Hoa 3 con 9 của em đây ạ. Ly lông quanh xe chưa bóc luôn nhé, siêu lướt đây ạ. Kia Morning đời 2021 đây ạ. Bán chịu luôn anh ơi, chỉ cần quan tâm vào mẫu xe nào thì comment lên đây, à bình luận lên đây cho em. Hương ơi anh mua chịu con này này, em sẽ để cho mình luôn. Chào anh Nguyễn Quang Mạnh này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Captiva, một chủ từ mới này. Biển thủ đô Hà Nội 4 số, đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ. Bộ la răng quá là chất luôn. Chào bác Thoan Phạm, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân mọi nhóm giúp em ạ. Captiva đây ạ, 225 triệu một chủ từ mới. Bác nào mà công trình công trường đi hay là mua thợ đi rất là ok luôn. Đời 2007 số tự động, lên màn hình to vật vã luôn. Có luôn cả tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Ghế cũng là ghế chỉnh điện nhé, không phải ghế chỉnh cơm đâu, mà là ghế chỉnh điện luôn ạ. 225 triệu cho chiếc Captiva. Ôi nóng quá. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Kia Zondo, à, Kia Rio. Một chiếc xe Kia Rio số tự động bản full đồ. Số tự động bản full đồ 390 triệu đời 2015. Em này thì nhập Hàn nguyên chiếc này. Nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đẹp, bộ ghế da mới tinh lên, mới bọc lại. Ghế da cũ thì nó không bị làm sao cả, nhưng mà bác chủ cũ ngồi lên ít nhiều nó cũng sẽ bị hơi ố một tí. Lên luôn ghế da mới luôn. Các bác thấy em chiều khách không ạ? Không cần các bác phải thắc mắc, nhìn phế không ưng mắt là em bọc lại luôn. Màn hình giải trí, quan trọng là máy số zin, thân vỏ của em nó cột kèo nguyên zin.
có ga tay tự động cruise control, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Cái ghế da này nó như cái áo của mình mặc thôi, cũ quá thì em thay cho mình cái áo mới cho xinh gái thôi. Quan trọng là máy số zin nha các bác nhé. Xin nhan trên gương la răng thể thao phanh ABS 390 triệu, thương lượng lộc lá và bao rút hồ sơ. Bên đây thì em còn một chiếc accent màu bạc nữa đây. Em accent màu bạc này biển này 89, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Em này cũng là đời 2019 bản siêu lướt đây. Accent bản lắp ráp trong nước thì em có nhá. 85 triệu cho chiếc xe accent bản lắp ráp trong nước, form dáng mới đắt đẹp đẹp luôn. Đèn gầm là đèn bi, đèn phía trên là đèn halogen, có giải đèn led xin nhan trên gương rồi. 385 triệu đời 2019 nhá. Siêu lướt và siêu led luôn. Tổ hợp phím bấm trên vô số zin à, lóng máy rồi. Ghế da zin và máy số zin luôn. Chào anh Trần Đào, chào bác Tư Phạm, chào bác Ánh Nguyễn này. Ghế da zin thì máy số cũng zin luôn các bác này. 385 triệu. Được rồi. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em đi ạ. Bên đây thì em có một siêu phẩm Kia Cerato. Kia Cerato được sản xuất năm 2017. Số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, form dáng thể thao đây. Kia Cerato cháy hàng bao nhiêu ngày thì nay em mới có này. Có bán trả góp không? Bên em có bán trả góp anh Vũ Tuấn Ánh nhá. Có bán trả góp, nhưng mà chỉ cần anh đầy đủ 3 điều kiện. Thứ nhất là mình không lợ, không báo xấu. Thứ hai, mẫu xe anh chọn là phải trên 300 triệu trở lên. Thứ ba, mẫu xe anh chọn là từ đời 2015 trở lên thì em sẽ trả góp cho mình. Lãi là sẽ 0,8 trên 100 triệu trong một tháng anh nhá. Em có accent đời 2012 màu đen bản blue anh nhá. Anh Trung Trần ơi, accent màu đen em có nhá. Màu đen một chút nữa em ra em sẽ quay này. Để lại số điện thoại cho em anh Trung Trần ơi. Anh Trung Trần bây giờ này, bên em accent là full màu. Bản nào em cũng có, đời nào em cũng có. Accent đời 2012 sẽ là số sàn 295 triệu và nước sơn màu đen. Còn ở đây là em Kia Cerato 488 triệu, hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, màn hình giải trí cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em. Cảm biến va chạm thì quanh xe, đèn bi, giải đèn led, đèn gầm, xin nhan trên gương không thiếu một cái gì đâu. Đời 2017 ạ, 488 triệu. Bên cạnh chiếc xe màu vàng em cũng quay luôn này. Kia Morning số tự động đời 2010 bản nhập khẩu. Lên cho em là la răng hoa mai. Xe này các bác mua cho bà xã đi rất là ok luôn. 235 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Số tự động đời 2012 thì em không có. Em có đời 2015 anh Trung Trần ơi. Accent đời 2015 bản blue cao cấp, nước sơn màu trắng đẹp. Số tự động 383 triệu anh ạ. Hay là 338 thì tự dưng quên. Em có số tự động màu trắng nhá, đời 2015. Để lại số điện thoại cho em anh Trung Trần nhá. Accent màu trắng bản blue hơn 300 triệu. Để lại số điện thoại một chút nữa xuống Zalo thì xuống livestream sẽ kết nối Zalo cho mình. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning đời 2004 và đăng ký 2006. Nước sơn thì màu xanh đẹp, một chủ từ mới, biển Hà Nội 4 số, máy zin, thân vỏ lộ thất zin hết nhé. 160 triệu cho chiếc xe Kia Morning số tự động đẹp đây ạ, đầy đủ cho em rồi. Anh Trung Trần để lại số điện thoại cho em, vì lúc vừa em có quay qua chiếc accent màu trắng bên em rồi. Bản blue đời 2015 hơn 300 triệu một chút thôi. Xem lại đi à. Đợi em một phút nhé, em quay lốt chiếc xe này em cho xem lại nhé, vì nó tận sâu bên trong kia cơ. Ở đây thì em có một chiếc xe Galaxy. Galaxy cũng là thể thao hai cánh cửa đây các bác nhìn này. Lên bô on off rồi. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Trung Trần rồi. Một chút nữa thì em sẽ gọi cho anh nhá. Anh cùng em xem hết livestream này một chút nữa thôi thì em sẽ quay sang bên kia. Vì bây giờ những dòng kia em quay qua rồi đấy. Chào bác Mai Ngọc. Bác Mai Ngọc quan tâm mẫu xe nào để lại bình luận ở phía dưới cho em này. Galaxy thể thao hai cánh cửa. Phân khúc thể thao này sẽ phù hợp với các bác thanh niên nhá. Hai cánh cửa nhưng vẫn là 4 chỗ ngồi. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng. Có ga tay tự động. Em này thì 8 túi khí này. 445 triệu màu trắng là số tự động. Thể thao là 445 triệu. Cerato Coupe màu đỏ cũng hai cánh cửa nhưng là 335 triệu, rất là rẻ luôn đúng không ạ? Chào anh Nguyễn Thượng Luận này.
Bên đây thì em có một chiếc Chevrolet Avell đời 2017. Chevrolet Avell này em đang bán là 245 triệu. Gốc của nó sẽ là gốc Sài Gòn, tương ứng với giá trị như là gốc của Hà Nội vậy. Nên các bác mua xe về sang tên sẽ không mất đến 20 triệu nếu vào Hà Nội đâu ạ. Avell 245 triệu đời 2017 đây. Zin đẹp luôn các bác nhé, zin đẹp luôn. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Lê Hương đi ạ. Mạng ổn định không ạ? i10 bản đủ 2016 à? Em mới về thêm đó em một chút nhé, để em xem nó ở đâu. Vì vừa thư ký mới báo mới về. Anh Trần Khải để lại số điện thoại cho em nào, để em xem i10 vừa để đâu nào, vừa mới về luôn. Em i10 này thì là đời 2014 nhưng mà bản thiếu, giá chỉ có 195 triệu thôi. i10 bản thiếu 195 triệu này. Anh Trần Khải ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Ở đây thì em có i10 màu đỏ bản đủ đời 2014, 245 triệu biển 98 này. i10 màu đỏ nhá, bản đủ đây ạ. 200 mạng chán nhở. 245 triệu đây ạ. Màu đỏ đẹp, xin nhan trên gương đầy đủ cho em rồi. Anh Nguyễn Khải để lại số điện thoại cho em. Ghế da cũng là ghế da hai màu. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí cam lùi, cam hành trình có hết rồi. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. i10 bản đủ 2014, em Hương đang bán là 245 triệu. Anh Trần Khải ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Em sẽ ra ngoài này vì i10 ở bên ngoài cơ. Rất là nhiều dòng xe đẹp luôn. Bản đủ có, bản thiếu có nhá. Đâu để em ngắm xem nó ở khu vực Lào đây rồi. Chào anh Phương Trọng, chào bác Thọ Quang nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương đây nào. i10 đâu rồi? Ôi lắng cái này sợ sợ ra lại sập mất điện thoại, không like được luôn. i10 đâu? Kia Morning mới về này các bác này. Trước khi tìm con i10 cho em xin phép quay Kia Morning nhé. Kia Morning biển 34 này, xe đẹp không ạ? Màu lông màu vàng cát cát, rất là đẹp, cứng cáp luôn. Morning đời 2016, số sàn mà có 250 triệu vừa mới về đấy các bác này. Xe cứng cáp đẹp luôn, nội thất đẹp, ngoại thất đẹp luôn. Cái màu này là một trong những cái màu cháy hàng luôn các bác nhé. 250 triệu lên bộ la răng phay đẹp rồi. À đây rồi. Đây là em mới tìm thấy chiếc xe Innova thôi. Anh Trần Khải ơi, đợi em một chút nào để em xem nào. Em quay chiếc Innova này. Innova bản E xịn đời 2012, một chủ từ mới. Máy số zin 338 triệu đời 2012 đây. Với anh nào hỏi em này, các bác đi rong rõ đánh ở ngoài em giờ mới nhìn thấy này. Anh Trần Khải ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Tí em kết nối Zalo em gửi hình ảnh cho mình. Innova một chủ từ mới bản E xịn đời 2012, 338 triệu đây ạ. 338 triệu. Bản E xịn máy số zin, một chủ từ mới. Còn bây giờ em sẽ đi tìm i10 cho anh Trần Khải này. i10 ở đâu cơ? Nhiều xe quá nên nhiều lúc đánh nó hơi bị lộn nên không để ý ở đâu cơ. Lắng quá. Ốm ở đây này. Anh ơi, i10 2016 à? Đây được không anh? Bản sedan hai đầu. i10 2016 bản đủ là em còn bản sedan hai đầu anh ạ. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau là i10 bản sedan hai đầu, nước sơn màu trắng đẹp, đời 2016 đây. Quay một tí anh cứ xem đi ạ. Đây anh ơi, i10 bản đủ nhá, bản sedan này. Lên này, đèn này, màn hình này. 285 triệu cho chiếc xe i10 đây anh, lắng quá. i10 đây anh nhá, bản đủ sẽ là bản sedan hai đầu nhá, 285 triệu đời 2016. Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đây, 450 triệu. 2 cầu và là số tự động đây ạ, máy xăng. Bản nhập khẩu đời 2011. 450 triệu cho chiếc xe. Nắng quá. Anh Trần Khải ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Khách cũng đang xem xe rồi, chào bác Đặng Bạo, chào bác Tâm Nguyễn Hữu này, chào bác Lông Văn Thắng này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Chevrolet cờ đuôi này. Lacetti màu xanh đá. Anh nhìn nhanh thế, con đấy vừa mới về anh ạ. Để em ngắm lại nhá, vừa mới về thôi. Hôm nay về được 6 chiếc xe. Thì đúng cái tầm em live stream em chưa ngắm được hết. Con đấy là biển Sài Gòn đúng không nhỉ?
À con đấy là CDX anh ạ. Lacetti CDX sẽ là số tự động anh ơi. Lacetti CDX. Đây nhìn này, lắp lipo thể thao bô đôi rồi, bốn mắt cảm biến này, Lacetti CDX nhá. Lacetti CDX em này mới về, nhưng mà giá lanh quanh cũng chỉ tầm 240 đến 245 triệu thôi. Vừa mới về thôi anh ạ. Biển 15K à, biển Hải Phòng. Anh Trung Trần ơi đây nhá, Lacetti CDX này là số tự động nhập khẩu bản cửa lóc. Nhập khẩu bản cửa lóc nhá, vừa mới về. Bên trong này là ghế da múi nhá. À em này có ga tay tự động rồi. À em này sẽ phải rơi vào tầm 250 đến 255. Em này nó có ga tay tự động cầu lưu control CDX này. Accent màu đen hay màu đỏ anh? Accent màu đen em có nhá, nhập khẩu đời 2012. 295 triệu anh Nguyễn Thuận, anh thượng luận nhá. Y10 đây, Y10 sedan 2 đầu bản đủ đây, 285 triệu đời 2016, bản đủ sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng, đầy đủ cho em. Accent thì em có màu đen và màu trắng này. Accent có màu đen anh nhá, Tucson máy xăng 2 cầu tự động. Chị ơi con Accent đen đâu nhỉ? Bên kia. Đây em sẽ quay lốt hai chiếc Accent đen và trắng cho khách hàng nhà mình xem nhé. Vì vừa mới về em cho sang bên xưởng để rửa dọn một chút cho nó sạch về nội thất này. Anh Trung Trần ơi, để lại số điện thoại cho em thì em mới gửi video qua Zalo được. Vì nếu dài quá là Facebook cũng cho gửi, với Zalo mới gửi được. Đây anh ơi, Accent đây. Accent màu trắng này em đang cho đi dọn lại cái bóng đèn, nó hơi bị mờ mờ một chút này. Accent màu trắng 383 triệu đời 2015. Cửa lóc đầy đủ cho em nhé. Cửa lóc đầy đủ này. Đây màn hình giải trí, đây là Accent màu trắng nhé. Còn anh Thượng Luận để lại số điện thoại em gửi cho mình video Accent màu đen. Accent bản blue cao cấp này là đời 2015, 383 triệu. Ôi dồi ôi, thôi. Anh Trung Trần ơi, để lại số điện thoại cho em thì em mới có thể gửi cho mình hình ảnh và video được. Chứ nếu như không có số điện thoại thì em không gửi video được đâu anh ạ. Gửi số rồi đúng không anh? Vâng, ok. Ồ, em khó thở quá. Nói chung là Accent bây giờ đi là các bác rất là quan tâm về Accent. Cảm ơn anh Thượng Luận để lại số điện thoại cho em này. Anh Thượng Luận là Accent màu đen đúng không anh? Hôm đấy thì xe mới về, em mới chụp qua cái ảnh thôi, nhìn nó còn hơi xấu gái một tí. Nhưng tí em sẽ gửi cho anh trước để anh xem. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương. Còn nhiều xe lắm mà em chưa quay được hết cơ. Nhưng mà vì nắng quá, nói nó không còn được nhiệt huyết nữa rồi. Cảm ơn tất cả khách hàng, chào anh Ba Miên này. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Lê Hương đi hết buổi báo giá ngày hôm nay. Mồ hôi ướt đẫm. Nếu như anh nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại giống như anh Trung Trần và anh Nguyễn Thượng Luận này, thì em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết về mẫu xe mà các bác đang quan tâm nhé. Accent em về đủ bảng màu luôn, toàn bản nhập khẩu, bản blue thôi. Rất là cao cấp, rất là tốt luôn. Ôi nó quáng không nhìn thấy mặt đâu. Đây ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Lê Hương đi hết buổi báo giá ngày hôm nay. Trước khi ra buổi báo live stream của em này thì em vẫn mong các hàng sẽ cho em xin một nút chia sẻ lên để hôm nay buổi báo giá của em thành công hơn nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá như là ngày mai thì em sẽ lên báo giá này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi báo giá ngày mai. Những anh nào mà để lại số điện thoại rồi giờ em xuống live em sẽ check hết Zalo và sẽ gửi hình ảnh và video cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình ạ.